Thưa quý vị, để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 kịp thời hiệu quả, ngày 14 tháng 7, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn các tỉnh thành phố trong việc giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh hay còn gọi là F1 như sau. 1. Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi giám sát y tế sau cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 2. Về thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho đối tượng F1, thay thế cho hướng dẫn ban hành kèm theo công văn số 5152 ngày 27 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp. Tổ chức tập huấn hướng, hướng dẫn việc triển khai thông qua video clip, tài liệu truyền thông, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện. Sau khi thí điểm, tổ chức đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm và xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn.